liệt kê nguyên liệu món ăn chuẩn tới từng định lượng, là cuốn sổ tay đi chợ cùng bạn. Nấu ăn không khó, nhờ có Fit Đi.
Kê nguyên liệu món ăn chuẩn tới từng định lượng là cuốn sổ tay đi chợ cùng bạn. Nấu ăn không khó, nhờ có Fit Đi. We'll be right back.
Xin chào các bạn, mình là Thùy Dung. Hiện tại mình đang làm tại Gemini 86 Lê Trọng Tấn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món trà dâu chanh leo của hệ thống mình. Đồ uống này thì bao gồm các nguyên liệu đó là chia dâu, mứt chanh leo, đề co bằng chanh leo và cam. Ngay bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện món đồ uống này.